皆さんこんにちは、ゾンボディの谷です、ここ1年半年でゾンボディで日本語能力試験 N3 から N1 まで様々な授業を担当してきました。その中で学習者の皆さんがもしこうしたらもっと上達できるのではないかと気がついたことがいくつかありました。それで今日はそういった私の個人的な、気づきをこの動画で紹介しようと思います。この動画の内容が皆さんの勉強の役に少しでも立てばいいなと思っております。Xin chào các bạn, mình là Thanh đến từ Dũng Body. Trong suốt cái khoảng thời gian 1.5 năm vừa qua, khi mà quay trở lại đứng lớp trực tiếp những lớp N3, N2, N1 tại Dũng Body, thì mình có nhận ra một cái điều, đó là sẽ rất là đáng tiếc nếu như trong cái giai đoạn học tiếng Nhật từ trung cấp lên đến cao cấp mà các bạn không hình thành và duy trì một vài những cái thói quen, những cái mà có thể giúp chúng ta tiến bộ được tiếng Nhật một cách nhanh hơn, mọi người ạ. Và chính vì vậy, trong clip ngày hôm nay mình xin đúc rút lại 3 điều, những điều mà mình thấy rằng là nó đang cản trở các bạn có thể tiến bộ tiếng Nhật một cách vượt bậc trong cái khoảng thời gian học tiếng Nhật từ N3 lên đến N1. Và chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhá. Điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người, đó là mình thấy có rất là nhiều bạn không dám đối diện trực tiếp với những lỗ hổng kiến thức căn bản của chính mình để rồi tìm cách khắc phục nó. Mình sẽ lấy những cái trường hợp ví dụ gọi là rất là cụ thể, đơn giản cho các bạn dễ hình dung nhá. Không biết là trong số các bạn đang xem clip này mà đang học từ N3 lên đến N1 ấy, có ai trong số các bạn là bây giờ cứ đến vào cái phần mà học về từ vựng liên quan đến katakana, hoặc là đọc một cái câu ví dụ hoặc là một cái bài văn mà thấy xuất hiện từ katakana phát là thấy kiểu rất là ngại đọc không? Lý do đôi khi là kiểu như là mình thứ nhất là mình không quen mắt nhìn này, và thứ hai nữa thậm chí có nhiều bạn thậm chí là còn chưa nhớ cái bảng chữ cái katakana nữa, mặc dù đây là một cái kiến thức cực kỳ căn bản từ hồi N5 nhá. Hay là một cái ví dụ khác mà mình thấy ở trong lớp mình ngày xưa đã từng có rồi, đó là khi mà mình dạy đến N3 ấy, thì mình ôn lại cái ngữ pháp là nghe nói, cái thể là so des cho các bạn, thì mình nói là thể thường cộng với so des. Bảo bạn đặt câu, các bạn đặt câu ví dụ một câu là ngày nghe nói là ngày mai trời mưa, thì có những bạn đặt thành những câu như này nhá: Asta wa ame ga furu da so des. Bởi vì sao nhỉ? Câu này một câu sai đúng không? Bởi vì thể thường của động từ chia ở vemasu ấy thì sẽ là veru cộng với so des. Nhưng mà bởi vì các bạn không nhớ chính xác là thể thường của động từ, của tính từ, của danh từ nó là cái gì, thì là các bạn cứ kết hợp loạn xạ lên. Nên là lúc nào trong những tình trạng một cái là một kiến thức ngày xưa mình đã học nhưng mà mình cứ nhớ mập mờ, nhớ lơ tơ mơ như vậy, và suốt một cái thời gian dài chúng ta cứ bỏ nó như thế, cứ kiểu như là nhớ cái kiểu lơ tơ mơ để rồi học tiếp những cái kiến thức tiếp theo. Thì đến đây mình cũng muốn chia sẻ một cái câu chuyện cá nhân của riêng mình, đó là ngày xưa khi mà mình mới học lên đến N2, mọi người cũng giống như mọi người, cũng có những cái lúc mà mình đọc nhầm một chữ katakana hoặc là ngại học những cái từ vựng liên quan đến katakana, hay là không nhớ những cái thể thường này, hay là những cái thể sai khiến, thể bị động là nó là cái gì. Kiểu cũng hiểu nó đại khái thôi nhưng mà kiểu không nhớ chính xác cho lắm. Thế nên là nhưng mà có một cái hơi bị ngược một chút, đó là khi mà mới học đến N2 ấy, thì mình thấy có rất là nhiều những kiến thức mới đúng không, và thế nào mình cứ bị chạy theo, cuốn theo, mình là kiểu như mình phải cố gắng nhồi nhét, cố gắng mình phải nhớ được càng nhiều càng tốt những cái kiến thức mới như thế. Thế nên là nếu mà gặp có những cái mà mình kiểu không nhớ lắm thì mình cũng tạm thời bỏ qua. Thế nên là suốt trong cái giai đoạn đầu ấy, mọi người, mình lúc nào cũng trong cái tình trạng kiểu như là bị lơ tơ mơ ấy, mọi người, kiểu không chắc từ những kiến thức cũ cho đến những cái kiến thức hiện tại luôn. Đó, thì sau đó thì mình nhận ra một điều, đó là khi mà mình học những cái kiến thức lên cao ấy, càng lên cao thì mình giống như một, bây giờ mình tưởng tượng như là mình đang xây một cái bức tường, mọi người. Thì nếu như là mình xây từng cái hàng gạch mà nó đầy đủ các viên gạch rất là chắc chắn thì không sao, thì chắc chắn bức tường này nó sẽ lên cao được rất là cao. Đó, tuy nhiên bây giờ mỗi một cái bức tường, mỗi một cái hàng gạch á, mình lại bị hổng đi một vài những cái lỗ, đó là thiếu một vài những cái lỗ viên gạch á. Thì cũng giống như việc mà các bạn học càng lên cao mà kiến thức nó bị hổng nọ hổng kia quá nhiều á, thì rồi cái bức tường này nó sẽ rất là dễ sụp đổ. Và nên là mình mới có cái trạng thái gì sao mà mình hiểu tiếng Nhật nó cứ lơ tơ mơ như vậy. Đó, thế thì sau đó khi mà nhận ra được cái điều đấy thì mình kiểu như là hạ quyết tâm rằng là bây giờ cứ có một cái gì mà khi mà mình học mới á, cứ có một cái gì mà nó cũ, là những cái khái niệm cũ, những cái kiến thức cũ mà mình không nhớ, hoặc là mình không chắc, mà thậm chí là mình chắc rồi nhưng mình muốn xác nhận lại một lần nữa, thì mình sẽ bỏ thời gian ra để mình tra cứu lại, lục lại thật là gì nhỉ, để gọi là mình hiểu cho nó gọi là chắc chắn 100% với cái kiến thức đấy thôi. Đó, thì thế nên là nó mới có một cái câu chuyện, đó là ngày mình học, đôi khi có những cái buổi ấy, mình ngồi học những cái kiến thức mới, thời gian dành cho kiến thức mới thì ít, còn cái thời gian để lội lại, học lại những kiến thức cũ nó còn tốn nhiều thời gian hơn, mọi người ạ.
Và cứ mỗi lần tra lại như vậy thì mình sẽ có một cái cuốn sổ tay nhỏ bên cạnh để mình ghi lại những cái kiến thức mà mình đã cần phải tra lại lần này, và coi như đây là một lần học cuối cùng, kiểu như lần nào phải quyết tâm đây là lần học cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ quên nữa. Và khi mà mình duy trì nó trong một khoảng thời gian rồi thì mình thấy là dần dần mỗi ngày mình tự tin hơn, bởi vì kiến thức cũ mình chắc, và thế là mình cứ thế là tự tin học tiếp những cái kiến thức mới và nó vào được rất là nhanh. Đó, và thêm một cái điểm nữa rất là thú vị, đó là trong cái lúc mà chúng ta tra lại những cái kiến thức cũ đã học á, thì đôi khi mình sẽ có một vài những cái phát hiện rất là thú vị, kiểu như là ơ, hóa ra cái này nó hay như thế này à, ơ, sao ngày xưa mình học khó thế mà bây giờ mình nhìn lại thì nó dễ thế nhỉ. Ừ, đấy, thì đấy là những cái khoảnh khắc mà mình thấy rất là thú vị trong cái chặng đường mà mình vừa học cái mới và vừa đào lại những cái cũ. Đến đây thì quay trở lại cái câu chuyện về việc học tiếng Nhật hay là về việc học ngoại ngữ nói chung, thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên chấp nhận một cái sự thật rằng là sẽ rất là khó, sẽ rất là khó để mà chúng ta có thể nhớ được luôn hay là vận dụng được luôn tất cả những cái kiến thức mà mình học tại cái thời điểm đấy, ngay tại thời điểm đấy nhá. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ cần chúng ta có những cái thời gian để mình gì nhỉ? Để mình luyện tập, để mình va chạm, để mình tiếp xúc, để mình có môi trường vận dụng với nó nữa. Chính vì vậy mà các bạn hãy coi rằng cái việc mà chúng ta học tiếng Nhật càng lên cao thì nó chính là cái cách mà chúng ta tạo cho mình cơ hội để mà được ôn lại những kiến thức cũ nữa. Cứ ôn đi ôn lại nhiều lần như thế rồi kiến thức nó sẽ dần dần được củng cố, được chắc chắn hơn. Thế nên là từ giờ khi mà các bạn học một kiến thức mới mà gặp phải một kiến thức cũ mà mình chưa nhớ ấy, thì hãy bình tĩnh nhá. Hãy bỏ thời gian, dành cho nó một chút thời gian để chúng ta đào lại, ôn lại thật là chắc chắn. Và mình tin rằng nếu mà các bạn có thể duy trì được cái điều này trong một cái khoảng thời gian nhất định nào đó thì các bạn sẽ thấy rằng việc học tiếng Nhật nó sẽ đơn giản hơn khi mà mình có được một cái tâm thế chắc chắn hơn để mà tiếp thu những cái kiến thức mới nhá. Hay, đó là cái câu chuyện đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Và điều tiếp theo mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là mình thấy có rất là nhiều bạn kể cả khi học lên đến N1 rồi nhưng mà các bạn vẫn không hình thành cái thói quen đó là tra cứu từ bằng tiếng Nhật mọi người ạ. Đôi khi là do phản xạ nữa, hay là đôi khi là chúng ta cũng không muốn mất thời gian, nên là nếu mà gặp một cái từ mới là các bạn sẽ thường là tra luôn bằng cái từ điển Nhật Việt để tra từ tiếng Nhật sang tiếng Việt luôn, đúng không? Thì bây giờ mình muốn dành cho các bạn một cái lời khuyên, đó là từ giờ trở đi, trước khi mà các bạn tra cái từ đấy bằng sang tiếng Việt á, thì các bạn hãy tra cho mình bằng giải thích tiếng Nhật đã. Thì về cái công cụ các bạn có thể sử dụng thì có một cái đầu tiên, đó là các bạn có thể dùng những cái cuốn kim từ điển như này. Đây đều là những cái cuốn kim từ điển mà mỗi một cái từ vựng nó sẽ đều giải thích bằng tiếng Nhật luôn. Hai là các bạn có thể tra bằng những cái từ điển online Nhật mà ở trên rất là dễ dàng có thể tìm thấy ở trên Google, trên mạng mà chúng ta có thể tra cứu, thì đây mình sẽ để lại một vài những cái địa chỉ của những cái trang web từ điển Nhật đấy nhá. Thì khi mà các bạn tra bằng từ điển Nhật ấy, thì sẽ có hai cái nó có thể mang lại những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là những cái giải thích cho những cái từ vựng đấy thì thường nó sẽ giải thích bằng những cái từ vựng đơn giản hoặc là dễ hiểu hơn, đúng không? Thì đó cũng là một cách để chúng ta tăng vốn từ vựng, hoặc là nếu là những cái từ vựng mà chúng ta đã học rồi thì sẽ là một cái lần để chúng ta củng cố lại những cái từ vựng đấy. Đấy là một. Cái thứ hai đó là thường là trong những cái từ điển Nhật đấy mọi người, nó sẽ với mỗi một cái cách dùng của từ đấy nó sẽ đính kèm thêm khoảng độ một hoặc là hai câu ví dụ của cái từ vựng đấy. Thì thông qua những cái ví dụ này, một là nếu như các bạn chưa hiểu được chính xác cái nghĩa của từ đấy là gì thì chúng ta thông qua những cái từ vựng đấy chúng ta suy đoán được nghĩa của nó, đấy là tăng khả năng suy đoán này. Và một điều nữa có lẽ là các bạn cũng đã nghe nhiều khi mà người ta đưa ra những lời khuyên cho chúng ta khi mà học từ vựng đó là học từ vựng hãy cố gắng là học theo qua những cái ví dụ đi kèm của nó, đúng không? Thì ở khi mà có những cái ví dụ đi kèm như vậy thì cũng là một cách để chúng ta hiểu được rõ hơn cái cách sử dụng của từ vựng đấy và từ đó nâng cao cái khả năng ứng dụng của từ đấy trong thực tế sau này nhá. Hay, đấy là cái lời khuyên số 2. Hãy tra cứu mọi thứ bằng tiếng Nhật nếu mà các bạn đang học từ N3 lên đến N1 nhá. Đầu tiên nó sẽ có thể hơi khó khăn một chút, nó có thể hơi mất thời gian một chút, nhưng mà các bạn hãy duy trì nó đi. Duy trì đi một cái thời gian đủ dài mà các bạn duy trì được thì mình tin chắc chắn là các bạn sẽ nhìn thấy cái hiệu quả của nó, và thậm chí là sau này có khi đôi khi là chúng ta còn không muốn tra bằng từ điển Nhật Việt nữa đâu nhá. Đấy là cái số 2. Và điều cuối cùng đó là mình nhận thấy có rất là nhiều bạn gần như đang không có sử dụng đến cơ miệng khi mà học tiếng Nhật tầm từ N3 lên N1 mọi người ạ. Hiện tại chúng ta đang học tiếng Nhật theo các cấp độ từ N5 đến N1 phân chia theo cái kỳ thi GLPT, đúng không nào? Thì rất là đáng tiếc đó là cái kỳ thi này nó lại không có một cái bài thi về thi nói riêng để mà ít nhất chúng ta trong cái lúc học là chúng ta có một cái cơ hội là mình
bắt buộc sẽ phải luyện nói để mà đi thi. Và đặc biệt là khi mà các bạn học từ N3 lên đến N1, khi mà kiến thức của nó nhiều hơn hẳn so với sơ cấp ấy, thì các bạn sẽ thường là bị cuốn theo cái việc là mình phải nhồi nhét thật là nhiều kiến thức để mà đi thi đã. Ừ. Và đôi khi quên mất rằng là học ngoại ngữ chúng ta sẽ phải song hành với nó là gì nhỉ? Khả năng luyện nói hay là đọc câu văn nó trôi chảy, tức là phải dùng đến miệng nhiều hơn, đúng không nào? Thế nên là mình thấy rằng là đôi khi là ở trong những cái lớp N2, N1 của mình, các bạn mặc dù là ngữ pháp rất là chắc, rất là giỏi, đọc chữ Hán cũng rất là tốt, hay là mọi cái thứ kiến thức cũng rất là ok, nhưng mà khi mà bảo các bạn đọc một cái câu văn tiếng Nhật lên, hay là đọc một cái đoạn văn tiếng Nhật lên, hay là thậm chí là bảo đặt một cái câu văn tiếng Nhật rất là ngắn đơn giản thôi, thì đôi khi các bạn bị vấp váp rất là nhiều. Nên sẽ rất là đáng tiếc nếu như mà trong suốt một cái khoảng thời gian khá là dài, tầm 6 tháng, 1 năm hoặc là thậm chí 2 năm, các bạn học từ N3 lên N1 mà lại gần như không có sử dụng đến miệng để mà nói tiếng Nhật nhiều hơn. Tất nhiên cái việc mà bạn có thể tìm được một đối phương để mà trò chuyện tiếng Nhật hoặc là một cái môi trường để các bạn nói được tiếng Nhật thì nó là một cái cách làm tốt nhất rồi. Tuy nhiên nếu như mà nó mất thời gian quá hoặc là chúng ta không thể nào mà tìm được một cái người như vậy thì các bạn trong cái quãng thời gian 6 tháng, 1 năm, 2 năm đấy, các bạn hãy tập cho mình cái thói quen đó là dùng tất cả những cái tài liệu mình đang có và kết hợp với cái cơ miệng của mình như này. Ví dụ, mình đọc một cái từ vựng, mình học một cái từ vựng này, học một cái chữ Hán này, chúng ta cũng đọc thành tiếng lên. Đừng có chỉ đọc bằng mắt thôi, đọc thành tiếng lên. Làm một bài ngữ pháp đúng không? Học một bài ngữ pháp của nó. Có những cái ví dụ này chúng ta cũng đọc thành tiếng lên. Đó, hay là đọc làm một bài đọc hiểu, chúng ta làm xong hôm nay cuối ngày đúng không? Còn lại khoảng 5-10 phút chúng ta nán lại, chúng ta ngồi đọc trơn tru lại toàn bộ cái bài văn đấy, đọc lên thành tiếng. Và trong cái những cái nghiên cứu về hiệu quả của việc đọc thành tiếng ấy mọi người, nó còn có những cái hiệu quả người ta đưa ra, đó là giúp các bạn hiểu được hơn về cái nội dung của cái bài văn đấy đấy. Nên là cái việc đọc thành tiếng với những cái bài đọc hiểu nó cũng là một cách học rất là tốt để chúng ta hiểu sâu hơn cái nội dung của bài đọc đấy này. Hay là khi mà các bạn học nghe hiểu, các bạn nghe xong một bài rồi, hết giờ rồi, chuẩn bị đi ngủ rồi, các bạn dành cho thêm 5-10 phút, các bạn mở cái băng đấy lên, các bạn nghe nó đúng không, và các bạn nhại theo cái tiếng đấy, theo cái ngữ điệu của nó, thì đó cũng là một cái cách để chúng ta luyện cái cơ miệng của mình với tiếng Nhật hơn đó nhá. Thì toàn bộ những cái hành động này thì nó đều là những cái hành động mang tính một chiều, chỉ có tự mình làm mà không có đối phương đi kèm, nên là nó không mang lại chúng ta nhiều những cái hiệu quả về phản xạ ngôn ngữ, nhưng mà ít nhất đó là nó sẽ rèn luyện cho chúng ta cái cơ miệng để mà quen với cái cách nói, với cái ngữ điệu, với cái câu văn tiếng Nhật. Và nó chính là một cái bước đệm mà sẽ giúp cho bạn sau này khi mà nói tiếng Nhật sẽ được trơn tru, trôi chảy hơn nhá. Đây chính là ba cái thói quen học tập mà mình thấy nó có thể tạo ra những sự khác biệt rất là lớn giữa người duy trì nó và không duy trì nó trong giai đoạn học tiếng Nhật từ trung cấp cho đến cao cấp. Và mình hy vọng rằng những cái gì mà mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay sẽ có thể giúp ích được cho ai đó trong số những bạn mà đang xem clip này. Và rất cảm ơn các bạn đã xem clip đến cuối cùng. Và đừng quên like và share cũng như là bấm follow kênh YouTube Dũng Modi để có thể đón xem những cái clip chia sẻ về tiếng Nhật, về việc học tiếng Nhật hay hơn nữa, thú vị hơn nữa trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye.